Hello cả nhà nghe, chào đại gia đình, chúc đại gia đình có một buổi sáng làm việc thật nhiều niềm vui và đầy ý nghĩa nha đại gia đình. Chào mừng đại gia đình đã quay lại kênh của Kiểm Ca nha. Hôm nay thì Kiểm Ca lại có dịp về quê nữa đại gia đình ơi. Về quê thì buổi sáng thì ở quê thì không có bán cái gì ăn hết trơn á đại gia đình. Ở quê thì mình thường ăn sáng thì nó đơn giản lắm đại gia đình. Mình ăn không có được ăn hủ tiếu, bún riêu hay là cháo hay là món ăn xa xỉ như ở ở mấy cái chợ hay là ở mấy thành thị đâu cả đại gia đình. Ở quê thì người dân ở đây á, thì ăn sáng rất là đơn giản mộc mạc. Một là mình ăn cháo trắng, hai là mình ăn mì gói, ba là mình ăn cơm chiên, những món ăn tại gia đình. Và đặc biệt là hoặc nếu mình muốn ăn sáng cầu kỳ thì mình phải tự nấu. Thì hôm nay thì mình chia sẻ cho đại gia đình một món ăn sáng và cái không khí nó thoải mái giữa cái vùng sông nước này nha đại gia đình. Nay xuống xuồng kế bên nước luôn nè, đó nước kế bên luôn. Bữa nay ăn sáng độc lạ miền Tây luôn, nhưng mà món ăn thì nó đơn giản lắm, ăn thì thấy không khí thì độc lạ lắm nè. Hai bên mình lục bình này nghe cho đại gia đình đó, hai bên lục bình trôi riêu riêu đó. Mà ăn cái món thì nó không cao sang mỹ miều đâu, ăn mì gói mì gói à, chứ không ăn gì chân. Hôm nay thì ăn sáng đang chuẩn bị đi làm thí dụ nói ví dụ cho nó sang sang đi, chứ còn chút làm gì thì mình chia sẻ tiếp. Giờ mời đại gia đình về miền Tây sông nước ăn sáng với mình nha đại gia đình. Đó, một tô mì gói chà bá bự luôn đó, đơn giản lắm, không có gì trong này chứ có ăn tôm mà ăn tôm nãy rớt xong giờ còn tô mì không cái cho rồi. Mời đại gia đình dùng mì gói với mình nha. À, thì cuộc sống nông thôn thì mình cũng đã chia sẻ qua nhiều cái clip mà đại gia đình đã xem rồi đó, thì cuộc sống nó bình dị, nó yên ả lắm. Thì người dân nông thôn thì chân chất thật thà. À, cả đại gia đình nếu mà xem video thì thấy cũng video nhiều video mình chia sẻ đó, người dân nông thôn mình chân chất thật thà lắm. Cuộc sống thì nó không có như gọi là nó sống chậm hơn so với thành phố hay thành thị á, tại vì điều kiện đường xá thì nó cũng khó khăn, rồi kinh tế á, thì làm ra được đồng tiền á, thì nó cũng vất vả lắm. Người dân chủ yếu là bằng làm gãy làm ruộng, làm gãy thì họ trồng đậu trồng bắp rồi trồng củ sắn, hay là làm ruộng thì trồng lúa rồi các thứ. Mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều, nếu cả nhà xem được video, nhiều video của mình á như hái bông điên điển vẽ đậu bắp, thì cả nhà đừng quên và cảm thông và chia sẻ cái cuộc sống vất vả của người dân nông thôn. Qua đó thì mình muốn chia sẻ với cả nhà nông thôn vất vả lắm. À, mong cả nhà hãy hiểu và tìm hiểu về cuộc sống nông thôn nhiều hơn. Nếu có những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật nào đó thì cả nhà hãy đưa vào áp dụng nông thôn cho nông thôn, để cuộc sống nông thôn dần cải thiện hơn và người dân cũng đỡ cực khổ nghe cả nhà. Bây giờ nãy giờ nói cũng nhiều rồi, tô mì nó nở tè lè luôn rồi nó nở ra cọng nào cọng nấy bằng ngón tay luôn. Mà cả nhà dùng mì với mình đi ha, nói lo nói cuộc sống nông thôn mà tô mì nở hơn cái ngón tay luôn, bự to hơn ngón tay luôn nè. Đó nghe cả nhà, tô mì to như ngon luôn nè nha. Mời cả nhà dùng mì nha, mời cả nhà trải nghiệm được cái cảnh ăn sáng với mình nha. Ăn sáng nói chung là xưa thì mình nói chung đi làm thì ăn sáng ở mấy cái quán, mấy cái tiệm, mấy cái quán ăn xa xỉ, còn nay không có, về quê rồi đâu có muốn ăn xa xỉ cũng không được đâu. Ở đây có tiền giờ cũng nhiều khi đôi khi có tiền bây giờ mình cũng không ăn được xa xỉ nha cả nhà. Có tiền thì mình về quay chia sẻ cái phong cảnh thiên nhiên đẹp và cái bình dị yên ả của cùng miền quê thì được nha cả nhà. Giờ ăn sáng cả nhà, nói hoài ăn sáng nha cả nhà, mời cả nhà trước nha, mời đại gia đình nha. Chứ nói không gà quay video mấy video trước rồi lo ăn không không mời ai hết trơn á, ăn rồi mới mời. À, mong đại gia đình thông cảm nha, nay mời trước nữa ăn ăn chung với mình nha.
Cả nhà ơi, qua 1 phút 30 giây thì tô mì của mình đã nó nằm vô bụng hết rồi. Rồi mình đã ăn sạch sành sanh. Hôm nay mình tiếp tục mình đi làm việc nha cả nhà, làm phi vụ của mình đó. Phi vụ của mình thì đây, tèn 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 tèn. Cả nhà thấy gì không? Hai chai trà xanh không độ đem theo uống. Thấy không cả nhà? Đem theo uống thôi. Nhưng mà không sao, nói cho vui thôi nha, không phải đem theo uống đâu. Phi vụ của mình đó là đi câu cá là nấu ăn buổi sáng để có cá làm món ăn buổi sáng. Đây mình đã cũng chuẩn bị trong đây hai cái lưỡi câu. Hai lưỡi câu mình để trong này này, nó một một chai là một lưỡi. Chút xíu mình thả xuống mình câu cá. Đây và cũng bắt được mấy con ốc cua vàng lấy ra rồi. Chút xíu câu. Đó. Mời cả nhà đi theo làm phi vụ với mình nha. Mời cả nhà. Cả nhà ơi, mình đã móc mồi xong rồi nè nha. Cả nhà móc mồi hai lưỡi câu xong rồi nè. Đó, đây nè. Nha, bắt đầu mình tiến hành câu nha cả nhà. Rồi, vậy mình tiến hành câu có được. Nhẹ nhẹ xuống rồi. Mình câu thả xuống. Phao này nè nghe cả nhà, mình có thể kéo lên kéo xuống được nghe cả nhà. Nó lấy nước sâu thì mình kéo xuống, nước cạn thì mình kéo lên, nước sâu thì mình kéo ngựa, nước cạn thì mình kéo xuống, nước sâu mình kéo nó lên chút ha. Cái phao này nè, kéo lên kéo xuống được. Để hai lưỡi hai bên này lưỡi đi. Đây bên này lục bình cho cá nhiều. Cả nhà ngồi đợi câu cá với mình nha. Cả nhà đợi câu cá với mình nha cả nhà. Câu mà địa điểm này câu không dính chắc mình phải dời địa điểm khác. Chưa thấy nêm ru ta, không thấy lớp mồi gì chứ. Bên này cũng vậy, thao nó còn nổi phiêu phiêu mặt nước nè. Không có nhúc nhích gì hết á. Cả nhà ơi, câu nãy giờ cũng hơi lâu rồi mà không thấy cá lớp mồi gì hết á. Chắc tính giờ địa điểm quá cả nhà ơi. Rồi câu không dính thì thôi mình lôi câu lên đi, mình giờ địa điểm khác thôi. Còn cầu mai chứ ở đây câu hoài chứ không có cá đâu ăn. Rồi kéo lưỡi câu lên đi. Mồi còn yên nguyên luôn, để đây. Bữa nay cũng còn yên nguyên luôn, không dính gì hết. Rồi mình đi bơi xuồng đi chỗ khác đi, giờ địa điểm khác mình câu. Cái câu địa điểm này và chiều nay chắc ăn nước mắm quá. Cả nhà ơi, mình thấy cá rồi nha cả nhà. Thấy cá rồi. Nó cá đó. Cá trong cái bè nè. Chơi chứ ở đây cái bè mình câu coi cho nó biết câu nó may mắn nó dính sao. Cục dây vô đây đi, mình câu ở đây đi. Đi giọng nè. Câu xuống. Câu cá. Câu cá này khỏi mua luôn. Ôi, mẹ của ta đừng có nuôi, đừng có lấy trong câu. Câu ngoài không có câu con bè. Không biết câu chỗ này dính không nữa, chỗ này kế bè cá chắc cá tới lui đây gãy thức ăn chắc nó lại nó ở đây câu có thể hy vọng là dính.
rồi nó giật giật cái phao rồi nè, nó giật giật rồi, cái phao giật giật rồi, cái phao thấy nó giật 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 rồi nè, chắc nó dính con cá mập nữa. Sao im ru luôn, không thấy gì cho nãy giờ, giờ mấy địa điểm luôn, giờ mấy địa điểm luôn mà thấy im ru, chưa thấy nhúc nhích gì hết. Nó bên đây giật cái phao rồi, nó giật cái phao rồi, nó đang kéo rồi đó, nó đang kéo phao, đang kéo phao, hy vọng nó. Cái phao liệt liệt luôn, phao bên tay phải mình nè, con cá là gần mấy cái bè này thì nó cá nó cũng lợi nhiều hơn. Nãy quên tốt đi, nãy không để ý, nãy quên đi. Lo câu mấy đám lục bình, nghĩ là đám lục bình cá nhiều hơn, nhưng mà gần mấy cái bè này chắc cá nhiều hơn đám lục bình. Để ở đây thì cho cá ăn nè, để thức ăn vô đây nè, xung quanh kế bên nó sẽ dễ dính hơn. Giật cái phao mà sao rồi ơi, yên vô rồi không thấy, thả xuống lại. Cả nhà ơi, câu nãy giờ cũng lâu rồi, chỗ đó cũng không dính luôn rồi. Cả nhà nhớ cái đám lục bình hồi nãy không? Bây giờ mình không dính thì cũng buồn xíu, cũng hơi buồn rồi đó. Bây giờ mình lợi cái đám lục bình hồi nãy đi. Ở đám lục bình nãy giờ mình hái lục bình non, giờ mình luộc chấm nước tương ăn, quyết định vậy đi nghe cả nhà. Biết sao giờ, mình phải chịu thôi. Một hai ba xuất phát, đám lục bình non thẳng tiến. Mình luộc nè, mình luộc hoặc là mình luộc chấm nước tương, hoặc là mình xào tỏi cũng được, xào tỏi chấm nước tương cũng được, rồi mình có thể nấu canh chua tùy theo sở thích của mọi người thôi. Món này thì nó dân dã tự nhiên mà nó cũng không có phân thuốc đâu, tại vì nó
loại sống dưới nước nè, nó cũng dễ, mình dễ ăn lắm. Lấy cái non của nó nè. Cái non non, thiệt non. Đấy. Chỉ ăn được mấy cái non này thôi. Đây. Nó thêm cả nhà lục bình non nè. Để rửa lại, cắt sơ lại, rửa sạch sẽ. Đó. Đây, nó cứng, nó thuốc trong. Đây, ngon luôn. Thì cả nhà ơi, cái việc câu cá của mình á, thì câu nó không dính rồi. Giờ thì mình chỉ lấy lục bình non về chấm nước tương nha cả nhà. Đây, lục bình non về chắc mình luộc, mình xào tỏi chấm nước tương. Thì tạm thời mình chia sẻ video đến đây cho cả nhà xem về cuộc sống chân thực của người dân nông thôn. Thì nếu cả nhà thấy video của mình hay, thiết thực, hữu ích thì cả nhà hãy like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem để cuộc sống chân thực đời thường tại vùng quê nghèo này nó được mọi người biết đến nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha cả nhà.